Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 1 Phẩm 3 Chuyển Luân Chương 1 Phật bảo, này các tỳ kheo, khi thế gian có chuyển luân chương, bảy báo có bốn đức tự nhiên sanh. Bảy thứ báo ấy là gì? Một là bánh xe báo vàng, hai là voi báo trắng, ba là ngựa báo xanh biếc, bốn là ngọc minh nguyệt báo, năm là ngọc nữ báo, sáu là vị thánh quan báo chủ kho tàng, bảy là vị thánh lãnh quân báu. Bánh xe báu vàng của chuyển luân chương là loại gì? Vào ngày trầm trăng tròn, vua tắm gội, rồi lên lầu cao, cùng ngồi với thể nữ, thấy ở phương đông có bánh xe trời bằng vàng tự nhiên đến, có ngàn tâm hoàn hảo, tất cả đều dùng vàng trời tạo thành, cao một trượng bốn thước. Vua thấy rồi tự nghĩ, ta nghe từ các bậc tiên thánh dạy, nếu có vị vua vào ngày trầm trăng tròn, tắm gội rồi lên lầu cao, cùng ngồi với thể nữ, thấy ở phương đông có bánh xe vàng tự nhiên hiện, thì liền được thành chuyển luân chương. Vua tự nghĩ, muốn thử bánh xe vàng. Lúc bấy giờ, chuyển luân chương liền thử bánh xe vàng, bèn tập hợp bốn bộ binh, đi đến chỗ bánh xe vàng, chỉnh đốn y phục, quỳ thẳng, vòng tay, dùng tay phải chỉ về phía bánh xe vàng khiến bay về phương đông. Bánh xe vàng liền bay về phương đông. Chuyển Luân Vương liền dùng bốn bộ binh và người nhà, thân quyến, tất cả đều bay theo. Chư thiên cõi trời tứ thiên vương cũng đều bay trước bánh xe vàng. Bánh xe vàng đến chỗ, dừng lại. Chuyển Luân Vương cùng bốn bộ binh, người nhà thân thuộc đều dừng nghỉ đêm ở đó. Lúc ấy, các vua ở phương đông, cõi phất phu đãi, đem bát vàng đựng đầy cơm bát bạc đựng đầy cơm vàng, cùng nhau đến chỗ Chuyển Luân Vương thưa. Thiên vương đến đây thật là quý hóa, các thành quách cõi nước phương đông này giàu có, vui vẻ, hưng thịnh an ổn. Năm thứ lúa thóc nhiều, tốt, nhân dân đông đúc, nhiều thứ châu báu, thợ giỏi cũng nhiều. Ngọc minh nguyệt, ngọc lưu ly, voi trắng, ngựa, trâu, bò, dê, nô tỳ, lúa gạo rất nhiều, kho tàng đầy ắp. Xin đại vương ở lại đây, chúng tôi xin nhận lãnh sự dạy bảo của người. Chuyển Luân Vương liền bảo các vua, chư hiền, các vị tự dùng chánh pháp trị nước, đừng làm việc phi pháp. Chư hiền chỉ dạy đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng phạm phụ nữ người, đừng nói dối, chửi bới, nói lời ác, nói hai lưỡi, đừng nghĩ ác, nên dùng lòng từ mà cai trị. Hãy phụng hành đầy đủ, làm được như vậy, tức là nhận lãnh lời dạy của ta. Bây giờ, các tiểu vương đem cả quốc giới dâng lên Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương trụ lại ở đó, rồi đi tuần du các nước phương đông. Thời gian dừng lại ở đây, số năm không kể xiết, cùng nhau hưởng vui thú thỏa thích, ăn uống, được cả hải nội phía đông thuộc về mình, rồi vua trở về. Vua hàng phục cõi Diêm Phù Lợi ở phương nam cũng thế, lại cùng người nhà, thân thuộc và bốn bộ binh bay trước bánh xe vàng, lại đến cõi Kujani ở phương tây cũng như vậy, lại đến cõi Uất Đơn Việt ở phương bắc cũng như vậy. Các trời trên cõi tứ thiên vương đều bay phía trước bánh xe vàng. Bánh xe vàng đến chỗ dừng lại, Chuyển Luân Vương cùng với người nhà, thân thuộc và bốn bộ binh dừng lại ở đó. Bây giờ, các tiểu vương ở phương bắc dùng bát vàng chứa đầy cơm bạc,
dùng bát bạc chứa đầy cơm vàng đều đi đến chỗ Chuyển Luân Vương thưa: Thiêm Vương đến đây thật là quý hóa. Các thành quách cõi nước phương Bắc này giàu có, vui vẻ, hưng thịnh, an ổn. Năm thứ lúa thóc nhiều, tốt, nhân dân đông, châu báu nhiều, thợ giỏi cũng nhiều. Ngọc minh nguyệt, ngọc lưu ly, voi trắng, ngựa, trâu, bò, dê, nô tỳ, lúa gạo rất nhiều, kho tàng đầy ắp. Xin Đại Vương ở lại đây, chúng tôi xin nhận lãnh sự dạy bảo của Ngài. Chuyển Luân Vương liền bảo các tiểu vương: Chư hiền, các vị đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng phạm phụ nữ người, đừng nói dối, chửi bới, nói ác, nói hai lưỡi, đừng nghĩ đến điều ác của người, nên nghĩ đến lòng từ, làm theo chánh kiến. Làm được như vậy, tức là đã nhận lời dạy. Lúc ấy, các tiểu vương đem cả quốc giới chân lên Chuyển Luân Vương, an trụ tại đó, rồi tuần chu các phương Bắc. Thời gian dừng lại ở đây, số năm không kể xiết, cùng nhau hưởng vui thú, thỏa thích, ăn uống. Được cả hải nội phía Bắc thuộc về mình rồi. Sau đó, vô cùng người nhà, thân thuộc và bốn bộ binh ở lại cõi Diêm Phù Lợi. Thiên hạ Diêm Phù Lợi, oai thần lớn lao, bánh xe vàng cũng vậy. Lúc ấy đo được từ đông sang tây dài 480 dặm. Chư thiên vì Chuyển Luân Vương mà tạo dựng 7 lớp thành lũy, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây, bao bọc chung quanh, bài trí đẹp đẽ, đều dùng 7 báu, vàng, bạc, pha lê, lưu ly, trân châu đỏ, sa cừ, mã não. Vách bằng vàng thì cửa bằng bạc, vách bằng bạc thì cửa bằng vàng, vách bằng lưu ly thì cửa bằng pha lê, vách bằng pha lê thì cửa bằng lưu ly, vách bằng trân châu đỏ thì cửa bằng mã não, vách bằng mã não thì cửa bằng trân châu đỏ, vách bằng sa cừ thì cửa bằng tất cả báu. Bốn phía chung quanh thành đều có cửa, lan can bằng vàng, trụ bằng vàng thì tay vịn bằng bạc, lan can bằng bạc, trụ bằng bạc thì tay vịn bằng vàng, lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì tay vịn bằng pha lê, lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì tay vịn bằng pha lê, lan can bằng trân châu đỏ, trụ bằng trân châu đỏ thì tay vịn bằng mã não, lan can bằng mã não, trụ bằng mã não thì tay vịn bằng trân châu đỏ, lan can bằng sa cừ, trụ bằng sa cừ thì tay vịn bằng tất cả vật báu, rèm châu vàng thì linh treo bằng bạc, đường bằng bạc thì linh treo bằng vàng, đường bằng lưu ly thì linh treo bằng pha lê, rèm châu bằng pha lê thì linh treo bằng lưu ly, rèm châu bằng trân châu đỏ.
Phật. Nam